Thưa Thầy, con có hai câu hỏi. Nếu mình sống tập theo năm giới thì có khác gì quy y Tam Bảo? Vậy quy y để làm gì? Quý hiểu câu hỏi không? Tức là vị này hỏi rằng nếu như mình sống đời sống hàng ngày, giữ không giết người, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối lường gạt, không rượu chè cờ bạc, thì coi như mình đã quy y rồi, thì tại sao cần phải làm lễ quy y? Câu hỏi hay lắm. Thì có khác chứ. Tức là nếu mà mình chỉ giữ giới mà không quy y thì quý thầy không có cực. Phải làm lễ cho quý thầy làm có việc làm chứ. Thưa đại chúng, trong cuộc sống bất cứ việc gì mình làm mà mình có cái phát nguyện, mình có cái gia tâm, thì cái việc nó sẽ khác hơn cái mình làm mà mình không có, chỉ làm mà không có phát nguyện, không có sự gia tâm. Trên nguyên tắc mình quy Tam Bảo nghĩa là mình quay trở về, mình nương tựa Đức Phật là người thầy, nương tựa Pháp là lời dạy, lời chân lý, nương tựa Tăng là đoàn thể những người sống tỉnh thức, hòa hợp, thanh tịnh. Thì khi mình có phát cái nguyện như vậy đó, thì chính cái giây phút mà cái tâm thức mình là con xin nương tựa Phật, gọi là quy Phật đó, con xin quy Pháp, thì nó đi vào trong cái tâm thức mình. Và mình giữ cái tâm thức đó thì bất cứ đời kiếp nào mình ở đâu, mình cũng không mất cái duyên với Tam Bảo. Nhưng mà chính nhờ Tam Bảo, Đức Phật là người tỉnh thức giác ngộ và nói cái chân lý, là mình tránh xa năm cái điều này. Mình tránh để làm gì? Tại vì Phật thấy rõ cái nhân của cái tạo khổ và cái quả khi mình chịu khổ. Thí dụ như nuôi dưỡng lòng từ bi, không giết người, thì khi mình không giết tức là mình có lòng từ bi và mình không tạo cái nhân xấu. Thí dụ như nếu như mà không có giáo pháp thì không có ai thấy cái điều này là cần phải giữ cả, thì chúng sanh sẽ sống buông lung. Còn mình là Phật tử, mình ý thức, cho nên mình phát cái nguyện. Và hơn nữa đó, đứng trên phương diện mà thực tập đó, năm giới mà mình chết rồi đó, thì năm giới này coi như xong. Tại một người chết không sát sanh, một người chết không có ăn cắp, một người chết không có tà hạnh, một người chết không nói dối, một người chết thì không uống rượu. Vậy thì năm giới khi mình hết đời này thì năm giới mình đã xong. Nhưng mà cái pháp tam quy này không mất. Cho nên khi một người họ đã mất rồi mà họ chưa được quy Tam Bảo, mà người thân vì hướng dẫn cho người mất đó, thì mình làm cái lễ quy y hương linh. Tức là quy y cho hương linh đó, để hương linh đó cũng biết hướng tâm về Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta phát nguyện, thì cái nguyện đó đi tới. Và mình giữ, mình ý thức được cái bổn phận và năm cái giới này, mình sẽ cố gắng mình lãnh thọ hơn. Câu hỏi này nó cũng giống như vậy nè. Thương nhau được rồi, sống chung được rồi, cần chi đám cưới? Như vậy thì tại sao phải làm cái đám cưới? Chính cái đám cưới á, nó mới giao cái trách nhiệm, cái bổn phận trọn vẹn cho người đó. Anh đã phát cái nguyện này, anh đã phát cái nguyện là anh nhận người này làm vợ, thì anh phải sống đúng với cái bổn phận của một người vợ, một người chồng. Không phát nguyện, tôi đâu có lãnh trách nhiệm gì với cô đâu, hay là tôi đâu có là nhận cái trách nhiệm gì với anh đâu. Thành thử ra cuộc sống nó khó mà giữ vững được, vì không có cái lời mà gọi là commitment, cái lời phát nguyện với nhau. Hôm rồi quý vị thấy trong ngày thứ bảy mình có hai cái lễ cưới. Thì cái lễ cưới thứ hai á, Mỹ nhiều hơn. Tại vì anh này là người chính, coi như là mẹ Mỹ, mẹ ba Việt. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn là anh sống với mẹ, cho nên rất Mỹ. Cho nên khi mà lơ vô làm đám cưới á, thì Pháp Hòa ít có nói
cái gì khác hơn mà Pháp Hòa đi thẳng vào cái chuyện gọi là bổn phận và trách nhiệm. Tại vì mình nhìn đối tượng mình nói, mình nhìn đối tượng, mình nhìn cái cách mình hiểu được như thế nào để mình chuyển cái cách nói để người đó lãnh. Không phải cái này chỉ là một cái lễ rồi thích thì tới, không thích thì xù, đúng không? Mà mình phải lãnh cái trách nhiệm. Tôi tu được rồi, cần chi phải cạo đầu mặc áo, cần chi phải vào chùa làm một cái lễ. Vậy thì chính cái lễ đó nó mới giữ mình, nó mới trao cho mình một cái trách nhiệm, một cái bổn phận. Vậy thì cái lễ quy y là để giúp cho mình trọn vẹn cái bổn phận, cái trách nhiệm của một người Phật tử là phải sống có đạo đức. Mà người mà sống có đạo đức á, người Phật tử sống có đạo đức á, là nó lợi cả ba phương diện. Một là lợi cho mình, đời sống mình không có mất đạo đức bằng qua cái cách này. Và khi mà sống có đạo đức, có ngăn nắp, gia đình mình hạnh phúc, xã hội được an toàn. Như vậy một Phật tử mà quy y phát nguyện đó, làm lợi cả ba phương diện, lợi mình, lợi người thân, lợi xã hội. Vậy cái, thì quý vị cứ thấy rằng một học sinh đi học rồi ra trường chứ mắc chi phải có cái lễ ra trường. Thì khi mà một bác sĩ mà học xong rồi á, thì bác sĩ phải làm cái lễ ra trường và có cái lời tuyên thệ. Bác sĩ phải có lễ tuyên thệ. Và khi mà mình đi vào trong một cái tòa án á, mình nói một cái điều gì trước tòa đó, người ta còn biểu mình phải để cái tay mình lên quyển thánh kinh, để gọi là mình xác định rằng những lời mình nói đây là những lời chân thật. Rồi một cái chữ ký mình ký, mà có những giấy tờ quan trọng phải ký trước mặt của ông thừa phát lại. Nếu không thì cái chữ ký đó không có tác dụng, không có legal. Hay là một cái gì mình copy rồi phải có người ta xác nhận đây là cái bản copy. Thì nó tóm lại, cái lễ là một cái hình thức, nhưng cái hình thức này sẽ giúp cho mình ở trong cái khuôn khổ, ở trong cái bổn phận và cái trách nhiệm của một Phật tử. Nếu đã quy y thì phải làm gì? Mỗi năm mình có phải về chùa hay không? Có những người ta không quy y nhưng mà ít nhất người ta cũng đi chùa mấy cái lễ lớn. Còn quy y thì làm gì? Quy y thì phải giữ những gì mình đã thực tập. Thật ra việc mình đi chùa, nếu mà nói là không cần thiết thì cũng không đúng, mà cần thiết thì cũng không được. Đi chùa là tốt, nhưng mà Phật giáo không có dẫn mình chỉ, không có dắt dẫn mình là chỉ đi chùa và dừng ngay đó, mà mình phải làm gì cho nó xứng đáng với cái bổn phận của một Phật tử khi mình đi tới chùa. Cho nên cái người Phật tử mà tu tập, cái người Phật tử mà đã quy y Phật, quy Tam Bảo, hay là nói chung là một người Phật giáo, là họ đặt nặng cái vấn đề là thực tập để chuyển hóa đời sống của bản thân. Tại vì chỉ có khi nào con người mình có thay đổi, có chuyển hóa, thì con người mình mới sống tốt và mình mới làm được hạnh phúc cho người thân mình. Chẳng hạn như một người nữ khi có chồng, lúc mình chưa có chồng mình không biết nấu ăn, nhưng mà khi mình có chồng rồi á thì phải học nấu ăn. Dù không biết nhiều món, nhưng mà cái cơ bản là cái bữa cơm gia đình phải biết nấu. Tại vì nếu mà không có một bữa cơm gia đình thì nó không ra một cái hạnh phúc gia đình. Cho nên cái bữa mà cái em đám cưới Tây đó, Pháp Hòa nói tiếng Anh đó. Tại vì cái lễ đó nói tiếng Anh. Nó vô nó hỏi Pháp Hòa ấy, đùa hỏi giờ muốn làm lễ bằng tiếng gì. Nó nói nửa này nửa kia được không thầy? Pháp Hòa nói thầy đâu phải bà rọi. Nhưng mà Pháp Hòa nói với cái anh đó đó, cái house nó khác với cái family. Cái nhà nó khác với cái gia đình. Cái nhà là mình vô mình ở thôi. Nhưng mà một gia đình đó, là phải có cha, có mẹ, có những bữa cơm ăn chung. Mà không có những bữa cơm ăn chung thì sao kêu là cái gia đình? Mà nếu tới giờ ăn mà mỗi người một tô một góc á, thì cái đó là cái nhà thôi, share room thôi. Mình share phòng mình ở thôi. Tới giờ ăn thì mỗi người ăn tô cơm. Thật có ngồi ăn chung mới nhận diện cái sự có mặt cho nhau.
Thành thử ra thí dụ như quý vị mà 1000 cái tin nhắn vô phone, ít nhất cũng phải có chừng vài trăm nói chuyện. Đừng có ỷ vào cái phone là tối ngày cứ send message tin nhắn không á. Mà cái tin nhắn riết là mình không còn một cái sự connection, không có một cái truyền thông, toàn là truyền đạt qua tin nhắn không. Mà nhớ là máy móc nó không có feel được, nó không có cảm giác được trái tim rung động của con người. Cho nên mình thí dụ như cái gì mình có thể nói được mình nói chứ. Thí dụ mình đi ngang phòng con, mình gõ cửa, cái lời nói của người mẹ: con ơi con, ra ăn cơm với mẹ con. Thôi con bận chơi game, thôi con dừng chút đi, ra ăn với mẹ cho vui. Cái lời nói nó phải khác chứ. Còn mình send cho nó: come down for lunch, đi xuống ăn cơm. Mà cho dù mình có nhắn cái gì đi nữa thì cái lời nhắn đó nó ở trong cái tin nhắn thôi. Cái lời nói nó truyền đạt được cái trái tim của mình, cái lời nói của mình. Cho nên mình mới dùng cái từ là truyền thông. Thông là suốt, không có ngăn ngại. Mà nếu không truyền thì lấy gì thông? Không truyền lấy gì thông? Mà không thông thì lấy gì cảm? Cho nên gọi là không có thông cảm. Không truyền thì không thông, mà không thông là không cảm, mà không cảm là không thông, cho nên gọi là cảm thông. Phải có thông cảm rồi sẽ có cảm thông. Cho nên thủy chung máy móc nó không làm. Vì vậy cho nên khi mình tự nhiên mình thọ giới, tự nhiên mình giữ giới cũng tốt rồi. Cho nên Pháp Hòa hay nói đó, lễ quy và nói cho dù quý vị không phát nguyện thì đời sống hàng ngày mình đã sống đạo đức như vậy rồi, nhưng cái lễ này nó xác định mình là một Phật tử chân chính đã phát nguyện và cố gắng. Có phát nguyện sẽ cố gắng, có làm lễ thành hôn, người đàn ông đó sẽ lãnh ý thức mình đã có trách nhiệm rồi. Bây giờ trên vai mình đã gánh một trách nhiệm làm chồng. Nếu chưa có con thì không thể bỏ vợ ở nhà suốt ngày mình đi chơi. Rồi khi có con bắt đầu có một thêm một trách nhiệm là có con. Hai đứa con là trách nhiệm hai đứa con. Một thầy tu cũng vậy thôi. Hồi đó lúc Phật Hòa chưa có đệ tử khỏe lắm, tụng kinh tối xong rồi là về phòng, không phải lo nghĩ suy tư gì nữa hết. Bây giờ có mấy chú rồi bắt đầu lo. Có nhiều khi nửa đêm vậy cái phải đi xuống lầu coi làm bánh mì chưa, đi để học á. Thành thử ra giống như là thí dụ chùa không có khách thôi, mà chùa mà có khách mà khuya nay khách đi về mà Pháp Hòa chưa thấy cái ổ bánh mì mà đã làm là trong bụng chưa yên tâm. Nửa đêm cũng phải mò xuống bếp coi cái bánh mì đó đã có mặt chưa. Mặc dù mình đã giao, mình đã dặn, nhưng mà chưa thấy ổ bánh mì là chưa yên lòng. Rồi phải đi xuống lầu để coi ở dưới bếp quý cô đã chuẩn bị chưa. Nhiều khi nhiều việc quá quý cô quên. Thành thử ra mình có trách nhiệm, mình có bổn phận thì mình sẽ sống với cái trách nhiệm, cái bổn phận đó. Và mình thấy thế gian người ta còn có những cái lời hứa, lời phát nguyện, thì huống chi là một Phật tử. Vì chính cái phát nguyện đó nó sẽ là cái năng lực nó giúp cho mình. Thí dụ như mình nói thôi tôi không dám quy y đâu, lỡ tôi làm mà mắc tội, xin thưa là cho dù không có quy y làm bộ không tội sao. Thí dụ như bây giờ mình ăn cắp của người ta mà mình chưa quy y, nói tôi chưa quy y mà tội lỗi gì. Chưa quy y làm tội phạm pháp cũng phạm tội như thường. Nhưng mà có quy y rồi nó có cái lợi nè, làm xong cái sanh tâm hối hận tam quý, mình đã làm sai với cái lời phát nguyện của mình. Và lỡ đang làm nửa chừng cái nhớ trực là ủa mình Phật tử mà sao giữ vậy. Thành giữ được 50% rồi cái rút lại. Còn nếu mình chưa thì mình nói sao? Kệ nó. Mình không có hứa hẹn gì cho nên mình sẽ không cố gắng. Nên có cái lợi. Nên quy. Nhưng mà đại chúng nhớ là mình quy không phải là trở thành một tín đồ của Phật giáo. Nếu chuyên hình thức là đúng rồi. Nhưng mà cái nghĩa chính thức là quy y để trở thành một người sống có bổn phận với bản thân, với gia đình, với xã hội. Mình không thể không có thiếu trách nhiệm với bản thân là không có sống cái thân của mình nội cái chuyện là tim gan phèo phổi nó sống cho mình thôi mà mình chưa bao giờ sống cho nó.
mình đem những cái độc tố vào tàn hại đến cái thân thể của mình. Cho mình phải có trách nhiệm với bản thân. Rồi khi bản thân có trách nhiệm thì mình sẽ làm hạnh phúc cho người thân của mình. Cho quy y tu tập mang lại nhiều cái hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Một người xuất gia phải làm gì để tròn chữ hiếu? Ngày xưa người ta quan niệm á, cha mẹ sinh mình ra cắt tóc còn không cho cắt. Cho nên mấy ông hồi xưa có củ tỏi hay sao? Tại vì cắt tóc là bất hiếu. Thành ra đối với các thầy mà đi tu là còn bất hiếu dữ nữa. Chẳng những cắt tóc mà cạo trọc luôn. Nhưng mà thưa đại chúng á, cái hiếu á, nó tùy cái quan niệm của mình. Hiếu ở đâu? Hiếu bực, hiếu ở cái mức độ nào? Tiểu hiếu hay trung hiếu hay đại hiếu? Thì tiểu hiếu là gì đó? Ở nhà lo cơm, lo nước, cung phụng cha mẹ. Còn trung hiếu á, là mình biết nói những lời ái ngữ. Chẳng những cho ăn mà còn phải làm cho cha mẹ vui vẻ, hài lòng nữa kìa. Chứ không phải dục cái đó rồi làm la mắng tối ngày. Có nhiều người ta chăm sóc cha mẹ nhưng mà ta la dữ lắm. Thành ra nhìn vô hình thức là thấy người đó rất là thương. Vì khi người đó tiểu hiếu thì tức là họ làm cái căn bản là bổn phận. Tôi là con, tôi phải lo vậy đó. Cho ăn nhưng mà chửi bới la rầy dữ lắm. Thậm chí mà cha mẹ rất là sợ cái người đó. Thì cái đó là mình tiểu hiếu thôi. Còn trung hiếu chút nữa đó là mình biết làm cho anh em phải sống hòa thuận với nhau. Để cha mẹ không có buồn lòng. Mỗi khi mình mang những cái vật thực gì đến cho cha mẹ, những cái gì mình đưa cho cha mẹ, mình phải khéo léo như thế nào để cha mẹ không có bị tổn thương, vân vân. Rồi còn đại hiếu là gì? Là phải hướng tâm cho cha mẹ đến cái chỗ thánh thiện. Cha mẹ làm những điều sai, mình phải biết cách mình hướng dẫn cho cha mẹ sống. Cho nên á, ngày Mục Kiền Liên mình mới gọi là ngày là đại hiếu. Tại vì ngày không phải cung phụng cha mẹ một cái bình thường, mà giúp cho cha mẹ mình thoát được cái khổ. Thì cái người đi tu á, trên phương diện hình thức là quý vị thấy không cung phụng món ngon vật lạ, không thờ cúng cha vân vân, thì đúng như cái hình thức là thế gian là mình đúng vậy. Nhưng mà bù lại thì cái người này sống đem cái thân mạng mà cha mẹ cho mình. Mình không phải sống cho một người, sống cho một cái gia đình nhỏ bé, mà mình sống cho nhiều người. Và mình đã làm lợi lạc cho nhiều người. Thì cái này người con đó đã làm một cái hiếu lớn. Đó là trả ơn cho cha mẹ bằng cách là đem cái thân này không phải cung phụng cho một cái nhỏ bé, mà cả một cái tập thể. Đó là mình nói trên cái phương diện đời này phụng sự. Còn nếu như mà cha mẹ mình chưa cần tới mình thì không sao. Nhưng nếu cha mẹ cần tới mình thì mình sẽ tạm thời gác lại cái công việc để mình lo cái chăm sóc cho cha mẹ. Người xưa, hình như ngày hôm qua có ai vô thăm Pháp Hòa rồi cũng hỏi cái việc này hay sao. Người xưa người ta quan niệm một khi mà đi xuất gia rồi là phải làm cho trọn vẹn cái ý nghĩa xuất gia và phải thành tựu cho được cuộc đời xuất gia của mình. Đó là gì? Đó là không bị những cái tình cảm thế gian nhỏ bé nó lưu luyến mình. Cho nên có những vị rời cha mẹ rồi mấy chục năm không gặp đó. Chẳng hạn như ngài Hư Vân, chẳng hạn như những vị hòa tổ mà mình biết đó, đi tu mà để cái thơ lại cho cha mẹ rồi là từ đó không gặp. Rồi Việt Nam mình là có Hòa Thượng Cua đó. Ngày mẹ ngày bắt con cua định giả nấu canh, ngày lén ngày thả con cua cho nó đi. Mẹ thấy vậy giận tức đánh ngài. Ngài chạy một lèo, sợ quá chạy xong rồi đi xuất gia luôn. Mà trong khi đi xuất gia như vậy đó, bao nhiêu năm trời không gặp mẹ. Một hôm ngài đi tìm trở về thì ngài biết rằng mẹ mình bây giờ đã già nua và đã mù lòa. Thì ngài mới dẫn mẹ ngài về chùa để ngài phụng dưỡng. Nhưng ngài không có cho trong chùa biết đây là mẹ của ngài. Mà ngài chỉ nói rằng một bà cụ này cơ nhỡ và tôi đem về tôi chăm sóc. Cho nên rồi các thầy cũng phụ chăm sóc. Tại sao ngài không nói đây là mẹ tôi?
vì Ngài không muốn có một sự đặc biệt nào hết đối với bà. Nếu mà nói mẹ của Hòa Thượng, mẹ của sư phụ, mẹ của thầy mình, thì các đệ tử sẽ chăm sóc một cách đặc biệt hơn. Đó là điều Ngài không muốn. Ngài chỉ muốn mọi người thương bà này bình đẳng như một bà già cơ nhở mà không có gì đặc biệt. Khi Ngài đi Phật sự, Ngài biết rằng trong chuyến đi này trở về thì bà sẽ không còn. Cho nên thầy Ngài mới dặn, nếu tôi đi chưa kịp về, lỡ ở nhà bà có mất, thì các thầy khoan hãy nhập mạch, nhập liệm, đợi tôi về. Thì khi mà đúng như lời Ngài đã suy nghĩ, thì khi Ngài đi thì mẹ Ngài mất, và đợi Ngài về thì lúc đó Ngài mới tuyên bố, bà cụ này chính là mẹ của tôi. Và Ngài mới nói, tại sao Ngài không nói cái điều đó ra? Mà trong sử các tổ là mình thấy cái việc đó rất là nhiều. Vì sao? Vì các Ngài, cho nên cái sự thành tựu đời tu của các bậc người xưa đó, nó hơn mình nhiều lắm. À, ngày hôm qua có một Phật tử hỏi là nếu như mình đi tu rồi á, thì mình phải gọi cha mẹ mình bằng gì, rồi mình phải ứng xử làm sao? À rồi à, tại vì cái người đó đi tu rồi người nhà không có thích, là tại vì nó đi tu rồi là không còn được gặp gia đình. Pháp Hòa mới nói cái chuyện đó hồi xưa thôi, chứ chuyện giờ không gặp không có gặp in person đó, chứ FaceTime phải không, điện thoại. Mà thậm chí bây giờ là book một cái vé máy bay là có thể đi tắm. Tức là ngày xưa cái chuyện đường xá nó rất xa xôi, và luật lệ của chùa rất là gắt gao. Nếu một người đi tu ngày xưa đó là 3 năm đầu không được về thăm nhà. Tại sao? Đó là một sự dứt khoát của một người ly trần. Cho nên người xưa người ta hy sinh cái nhỏ, nhưng mà người ta thành tựu cái lớn dễ dàng. Còn mình giờ phương tiện nhiều quá, nào là phone nè, nào là email nè, rồi phone không phải nghe tiếng không, giờ thấy luôn cả hình nữa, phải không? Rồi không phải nói 1-2-3 đường dây, nói 4 đường dây luôn, mà ngồi một chỗ mà thấy được 4 người. Cho nên là cái chuyện nó rất là phổ thông. Cái chuyện mà thăm gia đình, không còn được gần gũi gia đình, cái chuyện đó nó không có còn thiết thực. Tại vì ở đây rất là dễ dàng, và luật lệ của chùa bây giờ cũng dễ dàng hơn. Khi nghe tin người thân mất thì giống như vừa rồi thầy Chân Tạng, thầy nghe tin bà ngoại ở Việt Nam mất, thì Pháp Hòa cũng phải cho thầy về Việt Nam để dự tang lễ bà ngoại. Chứ còn nếu mình nói đúng luật đó, bà ngoại thôi mà thí dụ vậy đó, thậm chí mà nói bệnh thôi chưa sao. Nhưng mà mình bây giờ nó không phải như vậy đó. Đời sống bây giờ nó khác, và mình hiểu được mỗi hoàn cảnh, mỗi quốc độ, mỗi thời đại con người họ có những cái suy nghĩ nó khác, thì mình phải ứng xử nó khác. Và chính như vậy mới gọi là đạo Phật. Đạo Phật là phải hợp với thời cơ, hợp với con người, hợp với quốc độ, hợp với hoàn cảnh để ứng xử, chứ không phải cứng nhắc. Mà nếu mà mình hiểu đạo Phật như vậy đó, thì bất cứ ở đâu mình cũng sống với cái chân lý của đạo Phật. Mà bản chất đạo Phật là như vậy. Cho người Phật tử nắm được cái giáo lý thì mình hành xử, mình làm việc rất dễ dàng. Cho nên không có phải lo. Giống như Pháp Hòa hay chia sẻ vậy đó. Gia đình Pháp Hòa là chỉ có 2 anh em. Pháp Hòa đi tu và còn đứa em. Giờ người em cũng có gia đình, thì 2 ông bà còn khỏe thì tự lo. Nhưng mà thí dụ một lúc nào đó già nua không ai chăm sóc, chừng đó Pháp Hòa cũng phải tạm gác những cái Phật sự của mình để mình chăm sóc cho cha mẹ. Tại vì lúc mình cha mẹ chưa cần tới mình thì mình sẽ làm cái công việc mà mình muốn làm. Đến khi cha mẹ cần tới mình thì mình sẽ ứng xử công việc. Chừng đó mình có tạm gác Phật sự, mình cũng không có gì hối hận, là tại vì khi chưa cần tới mình đã sử dụng mình một cách trọn vẹn cho Tam Bảo. Mà nếu như mà nói là phụng sự, thưa đại chúng, Pháp Hòa không phải chỉ có một ba một mẹ đâu. Đây, ba mẹ ngồi đây là quá trời. Đâu phải chỉ có một chị một anh đâu.
Thầy đứng trên cái nhìn của đạo Phật là tất cả mọi người đều là thân nhân quyến thuộc của mình, lớn hơn mình, đáng tuổi cha mẹ mình là cha mẹ mình, đáng tuổi ông bà mình là ông bà của mình. Vì vậy cho nên mình lấy cái tâm bà con quyến thuộc để phụng sự như vậy á, là nó sẽ không có cái tình riêng dính mắc. Lấy cái tình mà chung á, lấy cái tình chung mà rải ánh vàng á, thì nó mới được. Chứ không có lấy tình riêng. Tại tình riêng đó là thí dụ như cái người đó ngang tuổi mình, cái mình nghĩ bạn gái, mình phải có gì đặc biệt hơn. Còn đây là chị tôi, đây là anh tôi, đây là em tôi, đây là ba tôi, là chú tôi, thì mình đều nhìn là bà con, thì không có dám suy nghĩ những cái tâm ý sằng bậy. Cho nên là cái người tu là nhìn tất cả mọi người xung quanh mình đều là thân nhân quyến thuộc của mình. Cho nên cái người đi tu phải có một cái đức. Trong năm đức, năm cái điều mà người tu phát tâm đi tu, phải có cái điều thứ ba đó: tam giả cắt ái từ thân vi thích mạc cố. Điều thứ ba là cắt bỏ những cái ái luyến từ giả những người thân, vì không còn có tâm phân biệt kẻ thân người sơ. Trong năm điều mà người đi tu phải thuộc lòng: nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, tam giả cắt ái từ thân vi thích mạc cố, tứ giả hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố, ngũ giả chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Trong kinh Sa Di có năm đức, và cái điều thứ ba là cắt bỏ cái ái ân bình thường, vì không còn một cái sự chia rẽ người thân kẻ sơ. Làm sao để biết thiền định đúng thưa thầy? Thiền thấy ánh sáng màu tím là ý nghĩa là gì? Vậy là đang yêu nè. Đang yêu thấy màu tím phải không? Thưa đại chúng á, thiền là gì? Chữ thiền á là mình nói tắt. Nói đủ chữ là thiền na. Mà thiền na dịch nghĩa là tư duy tu. Tư duy tu là gì? Tu cái tư duy của mình, tu cái cách suy nghĩ của mình, tu cái cách nhìn của mình. Thật ra người tu thiền á, là người có khả năng dừng tất cả mọi sự lăng xăng và sống sâu sắc với giây phút hiện tại là thiền. Vậy thì người tu niệm Phật cũng là thiền, bởi vì thiền nó là một trạng thái của tâm khi mình không còn lăng xăng và có đủ khả năng sống với hiện tại. Bây giờ không có phân biệt thiền tịnh gì nữa nha. Người Phật tử nào tu cái gì cũng phải đủ cái khả năng đó. Ví dụ như người niệm Phật nè. Người niệm Phật thì không có suy nghĩ lăng xăng, mà chỉ một tâm niệm Phật và biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Thế là thiền. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị dừng hết mọi sự lo lắng. Không biết chiều nay máy bay có delay không, mai máy bay tôi có delay không, có trễ không, không biết trưa nay ăn cái gì. Thí dụ mình cứ lo nghĩ vậy đó, cái mình nhớ trực là mình dừng cái đó lại đi. Trở về mình sống với hiện tại, là mình đang có mặt ở đây với đại chúng và đang giữ cái pháp đàm. Thế cho nên thiền á, là mình ngồi đây, mình ngồi mình nhắm mắt á, này là thiền tọa, một trong những cách thiền thôi. Rồi đi cũng phải thiền, ngồi cũng phải thiền, đứng cũng phải thiền, nằm cũng phải thiền, nói cũng phải thiền, ăn cũng phải thiền. Có nhiều người, người ta ăn ta không có thiền, ta rớt tùm lum mà. Tại ta lo ta ngó tivi á, trời nó đánh nhau quá trời. Coi phim trưởng đánh rầm rầm, cầm cơm đổ tùm lum á. Và có nhiều khi nấu ăn, hồi nhỏ Pháp Hòa sáng nào cũng thích coi cartoon á. Coi lúc đó cái thời Pháp Hòa là cái cartoon mà Tom and Jerry á. Trời ơi, sáng nào cũng mở coi nghiền ghiêng vậy đó. Bữa đó bỏ cái chảo lên định chiên cái gì đó đi học á.
bỏ lên đổ dầu vô rồi ra đứng coi quá trời. Tới hồi vô thấy lửa nó phực, trời ơi, lúc đó quýnh quán cầm cái chảo thổi cái phù, lửa nó táp lên nó cháy cái xèo. Tháng sau đi tu đó. Thiền là không phải chỉ ngồi không, nhưng mà trong các cái hình thức thiền, thiền ngồi là thù thắng, dễ nhập định nhất, dễ định nhất. Mình đi, mình đứng, mình nói cũng được, cũng là thiền. Mình nói chuyện, mình có ý thức mình đang nói cái gì, nói với ai. Thí dụ như mấy đứa nhỏ chùa, nó tới chùa nó hay chạy, mà mỗi lần Pháp Hòa mà thấy, Pháp Hòa bắt đi ngược trở lại đúng cái vị trí nãy rồi đi bộ trở lại. Mỗi lần thấy đứa nào chạy là trở lại đó, đi bộ lại đây. Đứa nào mà ở trên cầu thang tuột xuống và thấy leo lên, đi bộ xuống. Rồi mỗi lần nó nói gì, mình nói nó gì, ok, ok hả? Cái nó dạ. Rồi còn không Pháp Hòa hỏi gì mà trả lời ngang, không có chữ dạ, cái Pháp Hòa dạ trước. Thì hỏi có ăn cơm chưa? Rồi. Cái Pháp Hòa nói dạ. Là nó hiểu ý mình nói đó. Đó là mình tập cho nó thiền đó. Nó quên lãng ra đang nói chuyện với ai. Thì mình chỉ cho nó đang, con đang nói chuyện với người lớn. Thấy không? Rồi thí dụ Pháp Hòa dạy á, mỗi lần đi ngang người lớn là phải cúi đầu. Nhưng mà nếu như phía sau lưng người lớn mà có chỗ thì con phải tìm cách con đi phía sau. Trường hợp không có chỗ nữa, con bắt buộc con phải đi trước mặt thì con khom xuống. Nhưng mà khom cái đầu thôi, để biểu tượng rằng con có cái ý nghĩa, con muốn respect. Chứ không cần lôm khom lùm khum chạy. Không phải vậy. Mình thí dụ bây giờ Pháp Hòa đang ở đây nè, quý vị đi ngang đi. Thí dụ bây giờ để ngại quá, mình chỉ cúi đầu mình đi vậy thôi. Nếu mà cái bàn thấp vậy không lẽ mình bò để gọi là cung kính, phải không? Thôi mình chỉ cần cúi cái đầu mình đi ngang là ta hiểu rồi. Khi mà mình Pháp Hòa dạy mấy chú, khi mà con đưa một cái người thứ ba ngồi, con với không tới, con đưa đúng nghĩa là con phải đưa hai tay. Nhưng bây giờ lỡ con không đưa được gì nó quá xa thì con đưa một cái tay này con với, thì cái tay trái này con cặp vô đây, để con biểu lộ rằng con có lòng muốn đưa hai tay, nhưng con không còn cách khác. Trong chùa ăn cơm có bình bát á, 10 nhỏ mà ăn xong rồi á thì cũng không được đậy nắp bát lại, mà phải nhìn lên người lớn ở trên. Các thầy lớn ăn chưa xong, bát quý thầy chưa để xuống thì mình không có được đậy bát trước. Phải đợi các thầy lớn ăn xong, các thầy lớn đậy nắp thì ở dưới này mới đậy nắp. Chứ không phải mình ăn xong rồi, tôi xong rồi đó, tôi biết chuyện của tôi thôi, đậy nắp bát lại. Thật ra nó cái gì tội không? Không có tội gì hết. Nhưng mà cái cách đó là để dạy cho cái người sống biết nhìn, nhìn trên, nhìn dưới là thiền. Thiền nó đâu phải ở trên này, thiền cái này. Ngồi đây là thiền cái mông thôi. Nhiều khi cái bàn tọa nó thiền mà cái này đâu có thiền. Mình đã từng như vậy mà, ngồi thì có mà không có thiền. Chứ kêu là ngồi thiền mà có đôi lúc mình có ngồi mà không có thiền. Tại vì mình ngồi đó mình bớ, mình thấy mình đang ăn rau muống xào. Chứ nhiều khi mình suy nghĩ lung tung thì đâu có thiền. Thân đâu tâm đó là thiền. Làm gì mình biết mình đang làm gì là thiền. Cho nên trong kinh Kim Quang Minh bữa mình tụng á, các vị Bồ Tát này luôn luôn đặt chánh niệm trước mặt. Đặt chánh niệm trước mặt. Thì cái câu này là cái câu ở trong kinh, dù là Đại Thừa hay là dù là kinh Bắc truyền hay Nam truyền, thì cái câu đó nó vẫn có mặt ở trong kinh. Nghĩa là những vị này có khả năng sống với giây phút hiện tại, không sống trong quên lãng. Cho nên thiền là người có khả năng sống với hiện tại, không sống với quá khứ, không lo lắng tương lai, và biết sống với hiện tại. Nếu mà trong 3 ngày qua đại chúng không có sống được, chứ những giây phút mình
mình định nghĩa là mình đi tu á, thì ngày mai mình bay về, mình ngồi trên máy bay mình sẽ nói, ủa sao bữa đó tôi không có đi xuống Phật Di Đà ta? Ủa sao chỗ đó có cây mà tôi không biết ta? Tại vì sao? Tại thời gian mình rảnh cái mình ở trong phòng, mình tréo chân mình nói chuyện, mình không có đi tận hưởng cái không gian. Thí dụ vậy, đó là một cái ví dụ thôi. Cho nên mỗi lần mà thấy cảnh đẹp cũng hay chỉ, không cần nói gì hết. Mà trong kinh để kể ngày Đức Phật ngày xưa đi với Ngài A Nan, lâu lâu Đức Phật gọi Ngài A Nan, thầy A Nan, thầy có thấy thành Tỳ Xá Ly đẹp không? Để làm chi vậy? Gọi Ngài A Nan trở lại, đừng sống trong quên lãng. Và mình biết nhận diện những cái gì đang có mặt trước mặt mình. Nhưng mà thật sự ra Ngài A Nan cũng không quên lãng đâu. Nhưng mà Đức Phật muốn nói cho mình đó. Đức Phật muốn nói cho mình đó, cho nên phải những cái điều đó được nói ra để người sau còn nhớ. Cho nên là Sa Nặc nói, Thái tử Sĩ Đạt Ta hỏi Sa Nặc, cái này là cái gì mà sao da nhăn nheo hết trơn vậy? Sa Nặc mới nói, dạ đây là người già. Thái tử hỏi, già là cái gì? Nói già là một cơ thể sau vài chục năm sử dụng và bắt đầu những cái bộ phận này nó yếu đi, và da bắt đầu nó nhăn nheo, mắt nó mờ. Chỉ một người này già hay rồi ai cũng già? Dạ thưa không, tất cả mọi người đều già, mà ngay cả thái tử cũng sẽ già. Trời đất ơi, thái tử gì đâu mà không biết già là gì mà phải đi hỏi. Vậy thì câu hỏi đó cho ai? Cho mình. Thái tử là học rộng biết nhiều mà làm gì cũng biết già mà phải đi hỏi Sa Nặc. Nhưng mà hỏi để có cớ để đối đáp. Và chính cái lời đối đáp đó nó sẽ được ghi nhận và để lại cho người sau. Bệnh là gì vậy? Chỉ có người này bệnh thôi. Dạ không. Rồi Pháp Hòa hay nói, bộ làm như thái tử từ nhỏ tới lớn không cảm gì đó. Dù không bệnh nặng nhưng mà cái chuyện sổ mũi nhức đầu là phải có chứ. Tại sao thái tử không biết cảm bệnh là gì mà phải hỏi? Vậy thì tất cả những câu hỏi đó là cho mình thôi. Trong các chúng mà nghe Pháp á, có bốn loại. Thì trong đó có một cái dạng nghe Pháp là gì? Đương cơ. Đương cơ là những người đang có mặt ở đây. Nhưng mà có những người, người ta tạo duyên, tức là người ta biết, người ta hiểu cái điều đó rồi, nhưng mà người ta biết trong chúng hôm nay có nhiều người chưa biết chỗ đó. Ta đặt ra câu hỏi, thí dụ như đây. Chẳng hạn như có những vị có thể đã biết câu hỏi, câu trả lời đó, nhưng mà vẫn đặt ra để chi? Để cho mọi người có cơ hội tiếp nhận lại cái lời, cái câu hỏi này một cách trong sáng hơn. Đó là Pháp Hòa giải thích, cái thiền nó rộng, nó là đời sống chúng ta gì đó. Cho nên á, tiếng Nhật á, thiền là Zen. Và bởi trừ cái chữ Zen đó, nó đi vào trong chữ nghĩa của người Mỹ và đời sống hàng ngày. Zen living, sống thiền. Kính thầy giảng cho con hiểu câu đem con khỏi biển hai biển khổ qua tới bờ ba công đức. À, câu này trong kinh gọi là hai cái biển khổ, tức là gì? Con người mình có hai cái loại khổ, bờ ba đức, hai cái loại mà cái vô thường. Thí dụ như là hiện tại đây nè, mình có một ngày nào đó mình sẽ nhắm mắt, mình tắt thở, mình chết. Có ngày chết kiểu đó không? Có không? Có. Thì cái đó nhất định sẽ có một lúc nào đó mình sẽ chết, cái đó gọi là nhất kỳ. Nhất kỳ đó là một lần nào mình sẽ chết kiểu đó. Nhưng mà mình cần rồi, đời sống con người mình á, hồi đó mình nghèo, khổ. Bây giờ cuộc đời mình được thay đổi, mình giàu có, đời sống mình tốt hơn. Cái đó cũng một dạng sống chết chứ gì nữa. Hồi xưa mình nghèo là một hình thức, một cái đời sống khác. Bây giờ mình thay đổi cách sống rồi thì mình là qua một cách sống khác. Hai cái. Mà cách nào thì cũng là trong biển khổ thôi. Bây giờ người đó sống sung túc thì cũng trong biển khổ. Sống mà
thiếu thốn cũng trong biển khổ. Nhưng mà cái điều kiện mà sống tốt thì nó vẫn hơn cái điều kiện sống khổ. Nhưng mà thủy chung thì không có khó. Cũng giống như người ta hay nói vậy đó, biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi, bể khổ thôi. Bây giờ quý vị đi trong đời, quý thầy đi trong đạo, mà hai người chúng ta cũng ở trong biển khổ thôi. Bất quá là người thuận gió, người nghịch gió thôi. Quý vị ăn thì quý thầy cũng phải ăn, mình bệnh các thầy cũng phải bệnh đó. Mình trả tiền nhà các thầy cũng phải trả tiền nhà, mình trả tiền điện các thầy cũng phải trả tiền điện đó. Mình không có tiền trả thì mình bankruptcy. Nghĩa là cái cách nhìn nó hai hình thức nó khác, nhưng mà nó không hợp. Đó là hai cái biển khổ, hay nói cách khác là hai cách chết. Con người phải có một cái loại chết mà cần chết đó, là cái thay đổi cái dở của mình, cái cách sống của mình. Có một vị viết một quyển sách mà cái thời chiến tranh loạn lạc thì vị đó phải viết như thế nào để nó phù hợp với cái thời đó, hoặc là đưa những cái tư tưởng của mình ra. Nhưng mà sau một thời gian chiến tranh cũng đã qua, mọi việc nó đã lắng, thì vị này bắt đầu có những cái nhìn sâu sắc hơn về đời sống tâm linh, cho nên bắt đầu trở về con đường hướng dẫn tâm linh hơn là nói những cái chuyện đó. Có một cái ông độc giả đó, gặp lại cái vị đó. Ồ, Du có phải là cái người viết cái quyển sách đó không? Thì cái vị tác giả đó mới nói, ồ, cái ông mà viết cái quyển sách kia chết rồi, còn cái ông mà đang sống ở đây là một ông khác. Tại vì sao? Cái luồng tư tưởng, cái cách suy nghĩ thời trước và bây giờ nó khác. Vẫn là ông đó, nhưng mà cái cũ nó chết rồi. Cũng giống như hồi xưa mình xấu, mình dở lắm, mình sân si, mình phiền não lắm. Một ngày nọ mình biết tu tập, mình hiểu đạo rồi mình sống khác hơn. Cái người ta mới nói, ồ, bây giờ nó lạ, nó khác lắm, sống không có giống ngày xưa nữa. Thì con người ngày xưa chết rồi, vẫn sống đây, nhưng mà cái bản chất, cái tánh tình, nó nói là nói cái đó đó, cái tánh tình dở của mình đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại một con người dễ thương thôi. Còn nói tới cái chỗ gọi là gì, ba cái bờ công đức là gì? Pháp thân, bát nhã, giải thoát. Mình hay tụng á, tam đức lục vĩ á. Thì tam đức là cái này đó, là cũng là ba cái công đức này. Thí dụ như mình nhìn tất cả bằng trí tuệ gọi là bát nhã. Nhìn được như vậy cho nên mình có cái trí tuệ đó, cho nên mình nhìn tất cả bằng cái pháp thân, bằng cái màu nhiệm. Dù là một con người rất dở nhưng mình vẫn thấy rõ bản chất là họ có hoàn cảnh của họ mới bị như vậy, chứ không phải tự nhiên. Cho nên bát nhã mà chiếu tới á, thì dù cái dở cái hay, chúng ta đều thấy rõ cái nguồn cội của nó. Cho nên bát nhã pháp thân, mà thấy được như vậy rồi cho nên không còn chấp, gọi là giải thoát. Hiểu ý không? Thí dụ như bây giờ quý vị thấy cái người kia họ sân si, nhưng mà mình biết họ có cái lý do nào đó trong quá khứ. Nhờ cái trí tuệ đó, gọi là bát nhã đó, soi thấy cái pháp như vậy đó, cho mình thông cảm được họ. Vì vì thông cảm được họ, vì thấy được cái pháp thân đó, cho nên mình thông cảm được và mình không còn chấp trước khổ đau với họ. Đó là ba đức: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Cái này nó thuộc về giáo lý. Nhưng mà giáo lý này mình có thể thực tập, chứ không phải là chỉ là lý thuyết. Mỗi ngày mình phải tập nhìn đời bằng cái cặp mắt trí tuệ tinh thông của mình, thì cái đó gọi là bát nhã. Bát nhã là một loại trí tuệ, nhưng mà trí tuệ này là nhìn thấu tất cả mọi sự việc, không có dính mắc, thì mới gọi là bát nhã. Còn mình nhìn mà còn phân biệt đẹp xấu hay dở, so sánh, hoặc là trong đó có cái người thân, kẻ không thân với mình, người thân mình nói ngồi cũng phải có cái gì đó hơi binh vực họ một chút, thì cái này chưa gọi là bát nhã. Nó cũng vẫn là những cái tri thức
phân biệt của con người. Còn khi nào mình nhìn thấu tất cả các pháp như thật của nó, gọi là bát nhã. Cho nên bát nhã là một loại trí tuệ. Vì vậy mà ngày nào mình cũng phải tụng bát nhã tâm kinh. Sau mỗi thời kinh tụng, để chi? Tất cả những kinh mình tụng, có thể nãy giờ đang nói sự tướng, đang nói chân lý gì đó, nhưng mà cuối cùng anh phải mang trí tuệ ra anh ứng dụng. Còn không là anh sẽ bị nó làm khổ đó. Để chúng nhớ là pháp tu là để cho mình giải thoát, chứ không phải để mình khổ với pháp tu. Pháp Hòa ví dụ như mình ngồi thiền và mình thấy rất nhiều an lạc trong khi ngồi thiền, thế đó là pháp tu của mình. Và mình phải càng tu và mình phải càng hạnh phúc và càng biết được cái pháp tu. Nhưng người khác không tu giống mình, đừng có khổ, đừng có phiền não, bực bội đó, và nói là tu sai, tu trật. Cái đó không nên. Tại vì thuốc mà, mình uống thuốc này hạp thì mình cứ uống, người khác người ta uống khắp khác, uống thuốc khác người ta hạp thì người ta uống. Chứ tại sao mình lại phải bắt người ta uống cái thuốc của mình? Hiểu như vậy thì chưa phải là người có bát nhã, có trí tuệ. Thôi hết giờ rồi. Còn mấy câu hỏi nữa. Thôi để đó đi, bữa nào quẩn trả lời. Có một câu hỏi này nè. Có nhiều câu hỏi thương lắm. Con thầy cho con hỏi là con nên bắt đầu đọc học tụng kinh không, hay cứ tiếp tục đọc thôi? Ý nó giờ đọc hay tụng á? Tụng là ea ngân nga phải không? Muốn ngân nga lên đây học với mấy thầy trước nè. Thật ra thưa đại chúng, cái gì gọi là đọc kinh mà cái gì gọi là tụng kinh? Khi mình không có thuộc kinh, mình cầm quyển kinh lên thì gọi là đọc kinh. Và khi mình thuộc lòng kinh rồi, mình cũng đọc kinh, nhưng mà đọc bằng cái thuộc lòng thì gọi là tụng kinh. Tại sao? Tại vì bây giờ nó có một chút âm nhạc ở trong đó, là vì á mình đã hiểu và thuộc, cho nên mình thả hồn mình theo cái lời kinh đó, và cái âm điệu nó rất là hay, cho nên nó làm cho người nghe dễ nghe, và tâm của mình gửi vào đó thì cái âm điệu nó có, thì gọi là tụng. Mà tụng là do mình thuộc. Mấy ngày nay quý vị hát thiền ca có thuộc được câu nào không? Bây giờ quý vị có thuộc bài Mưa trên phố Huế không? Thuộc không? Thuộc bài gì? Bây giờ mình đưa một cái ví dụ nhạc ngoài đời, mình thuộc bài gì? Thuộc cái bài Đời tôi cô đơn không? Cái người mà người ta thuộc cái bắt đầu người ta... Thôi bây giờ nói cái bài Bông hồng cài áo nãy đi. Đa số là thuộc phải không? Thì khi mình thuộc như vậy đó, mình không có cần phải cầm cái giấy nữa, thì bắt đầu từ cái nốt nhạc, từ cái chữ mình biết hết, cho nên mình nhả chữ, mình uốn éo, mình làm sao cái bài hát nó hay lên, tại vì bây giờ mình thuộc nó rồi. Còn nếu mình chưa thuộc là mình phải nhìn chữ mà mình không biết chữ, thì mình đọc được cái chữ đó thì cái tâm mình nó đã chậm một giây rồi, mình không gửi hết được. Nó ví dụ vậy đó. Cho nên đọc tụng giống nhau, nhưng mà có cái điều là cái gì mình thuộc lòng thì mình gọi là tụng kinh. Tại vì lúc đó mình thuộc cho nên thả lòng mình theo đó, âm điệu mình nó có. Vậy thì hỏi đọc tốt hay tụng tốt? Đọc tụng gì cũng tốt hết. Có một cái là Phật phải nghe mình tụng hay đọc thôi. Cái quan trọng là những lời gì mình đọc hay tụng, nó sẽ quay trở lại trong lòng mình, nó rót vào trong tâm mình,
cái đó mới có lợi ích. Còn mình cầm mình tụng cái khơi hết rồi đóng cuốn kinh lại là coi như mình trả bài xong rồi đó. Con nguyện tụng 10 cuốn Địa Tạng, bữa nay con tụng được 2 cuốn rồi đó. Tụng kinh mà cứ đếm cuốn đếm mà không có để tâm mình để cái lời kinh nó rót thì nó uổng đi. Cái mục đích của Phật giáo á, tụng kinh không phải là để trả bài với Phật, hay là không phải tụng như vậy để Phật thấy mình tội nghiệp quá, khô hết cuốn họng rồi mà ngồi ráng tụng, thương ghê. Thôi kệ, xin gì cho không biết. Phật không có vụ này nha. Vậy mà mình nhiều khi mình đối với Phật mình tha thiết mình là mình khổ sở lắm. Trời, lại nó tóc tai bù xù rồi. Mặt mũi tèm lem vậy, Phật thấy con không? Nhưng mà mình làm sao những cái lời kinh nó đi ngược lại với mình, làm những cái lời nó rất là hay và nó tác động trong lòng mình. Thì dù quý vị tụng một bài ngắn thôi, nó vẫn có tác dụng rất lớn. Nhưng mà trong Phật giáo á, là mình độ người á, nó rất nhiều phương tiện. Thuyết pháp là một phương tiện. Nhưng mà có nhiều người người ta không thích nghe thuyết pháp, người ta thích nghe tụng kinh thôi. Vậy thì mình có được cái âm điệu, rồi mình chọn được những bài kinh hay mình tụng, làm cho cái người đó người ta tỉnh lên, nhận ra được cuộc đời, từ đó người ta sống tốt, mình thì cũng thành công. Đó là một cách thuyết pháp. Nhưng mà giờ mình nói, mình nói người ta nói cái này cái tư kiến của mình. Còn mình đem kinh ra mình đọc á, tụng á, thì đây lời Phật nói tôi chỉ tụng lại thôi. Thì người ta nghe à, Phật dạy vậy vậy đó. Như ngày hôm qua buổi chiều Pháp Hòa có cái đám tang online đó, thì tụng xong cái bài đó, cái Pháp Hòa tụng kinh Vô Thường. Mà Pháp Hòa muốn cho đại chúng chiêm nghiệm cái lời kinh, cho nên Pháp Hòa đọc thôi, Pháp Hòa không có tụng. Pháp Hòa nói xin mời tất cả mọi người trong gia đình lắng nghe và chiêm nghiệm. Tôi nghe như thế này: một thuở nọ Phật ở thành Vương Xá và bảo các thầy tỳ kheo rằng: này các thầy tỳ kheo, ở thế gian có ba việc không như lòng, không đáng nhớ, không mong muốn, không như lòng, không đáng nhớ. Gì là ba? Đó là già, bệnh, chết. Này các thầy tỳ kheo, đây là ba pháp của thế gian, không ai muốn nghe, không ai muốn biết, không ai muốn nhớ, nhưng mà đây là sự thật. Vì thế gian còn ba pháp này, cho nên Như Lai mới có mặt ở cõi đời này để nói cái pháp khổ này và cái con đường thoát khổ. Đức Phật nếu mà cuộc đời này không có già bệnh chết, Phật không còn có mặt. Thật ra Phật không có mặt thì mình vẫn già bệnh chết. Phật có mặt thì mình vẫn già bệnh chết. Nhưng mà Phật có mặt để Phật nói cho mình nghe rằng già bệnh chết là một sự thật, đừng có trốn tránh, đừng có sợ hãi. Và anh không, vì anh không thoát được nó, cho nên trước khi anh già, anh lo anh tu. Lỡ già anh không có hối tiếc. Nhưng mà người đời thì ta nghĩ khác, trước sau cũng già, cho nên còn trẻ phải xả láng. Nhưng mà khi người ta xả láng, người ta chơi thì cuối đời người ta khổ. Người ta không có cái gì để mà người ta lưu trong, là cái nội tâm để giải khổ cho người ta. Quý vị nhớ là một người trẻ mà sống đẹp, sống dễ thương á, nửa già người ta vẫn thương, người ta chăm sóc. Rồi bây giờ nếu như mà mình không nhận được cái già, cái bệnh, cái chết, thì mình sẽ khổ và mình không có, rồi mình sẽ nghĩ cách khác. Tại vì già phải bệnh phải chết, cho nên bây giờ còn sống tôi phải làm sao mà tôi ăn, tôi chơi cho nó đúng cái nghĩa của người còn trẻ. Nhưng mà cái đó đâu có ai biết rằng đó là cái nhân của khổ. Nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Cái vui vẫn là cái nhân của sầu. Thì khi mình đọc như vậy đó, giống như mình tụng nhật tụng thiền môn, có những bài kinh đâu có tụng phải không? Một người đọc thôi, rồi mọi người lắng nghe. Nhờ mình lắng nghe như vậy cho nên những cái lời nó rót vô trong tâm mình. Kinh Hải Đảo Tự Thân, Phật nói:
Nhìn đại chúng hôm nay tôi thấy một khoảng trống. Đó là hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên không còn hiện hữu. Này các thầy, như một cái cây cao thì nó cái nhánh cành nó phải gãy trước. Cũng như thế, người nào sanh trước già nua thì đi trước. Các thầy đừng vì sự kiện hai thầy Xá Lợi Phất, một Kiền Liên ra đi mà buồn khổ. Chính tôi đây một ngày nào cũng sẽ xa rời các thầy. Các thầy đừng nương tựa vào ai, và các thầy phải nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Hải đảo của chánh pháp là gì? Là thế gian là phải già, bệnh, chết. Hải đảo của chánh pháp là cuộc đời là vô thường. Tất cả các pháp, không có cái pháp nào một mình nó mà tồn tại mãi mãi, có mặt và tồn tại. Nương cái giáo lý đó mà sống thì thời đại nào mình cũng không khổ hết. Cái đó là hải đảo của chánh pháp. Còn quý vị mà nói con mong thầy sống lâu, thầy là bóng cây che mát chúng con, trời ơi, tu sống thành Phật thành cây không hả? Phong Hòa hay nghe Phật tử chúc thầy vậy lắm không? Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thê lương. Có ai phát tâm cúng dường đại chúng một bài hát trước khi mình nghỉ không? Rồi hai ba người luôn. Rồi oh, yes, sister. Rồi, mình ưu tiên cho bà đi. My name is Juanita. I'm from Alberta, not very far from here, actually. Thank you to my friend Kathy for inviting me to come. And thank you to all of you for making me so welcome. I'm very grateful for these last few days here. I'm not Buddhist, and I don't speak Vietnamese, but because of your friendliness, I learned a lot. It helped that the brothers are such good translators. Even when I didn't understand what was being said, I enjoyed the atmosphere, your enthusiasm, and your dedication. Thank you, Tai, for creating such a spectacular facility here in Westlock County. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng đang có mặt tại tu viện Tây Thiên. Thật là một đại sự nhân duyên mà chúng con có được duyên lành khắp nơi hội tụ về tu viện Tây Thiên nhân dịp khóa tu mùa thu 2022 này. Thời khóa tu mùa thu có được viên mãn, viên thành như hôm nay đều do mọi công đức, công sức, đóng góp của các ban hương đăng, ban hành đường, ban dọn dẹp, ban rửa dọn và các liên hữu đến từ nhiều thành phố và nhiều bang Mỹ, Canada cùng giúp đỡ. Các liên hữu rất nhiệt tình, mang hết cả tâm nguyện, sức lực ra trợ duyên phục vụ cho chúng sanh. Đặc biệt là ban ẩm thực đã cho chúng con những bữa ăn thật là ngon miệng với chất lượng của khách sạn 5 sao. Nào là phở, là bún Huế, cơm thay vì ba màu là nhiều màu, xôi, chè các loại. Dạ, chúng con xin được thành kính cảm tạ các hành giả pháp lữ đã chung sức làm việc rất là sâu sắc, không câu nệ công việc. Nhất là em Duyên đứng dưới hậu cần, đứng dưới nhà bếp. Con có được nhân duyên cùng làm việc với em với giọng Huế rất là dễ thương. Em có một đức tính rất là khiêm cung và tiết kiệm nước cho chùa. Và em quan sát các việc xung quanh một cách rất là nhạy bén. Nước tràn xuống sàn
quá nhiều, em liền lấy chổi quét rất nhanh để nước đừng để bị ướt chân của chúng con, không thôi là sẽ bị ngập lụt. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay tán thán cho ông và các linh hữu đã mang hết công sức năng lực cho 4 ngày tu tập tại thiền viện được như đại nguyện. Dạ, chúng con không biết nói gì hơn là chân thành tri ân Thầy đã từ bi tổ chức khóa tu 4 ngày và đã ban bố cho chúng con những bài pháp thật thiết thực trong cuộc sống. Như Thầy đã dạy, tất cả pháp đắc thành do nhẫn, không nhẫn là một nhẫn mà là đại nhẫn, và sống trong tinh thần tri ân báo ân. Chúng con xin y giáo phụng hành và kính chúc Thầy pháp thể khiên an, chúng sanh dị độ và Phật đạo sớm viên thành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, là có 13 vị phải không? Phải ra phi trường lúc 12 giờ. Vì mình biết mình là ai đó, thì quý vị cứ xả chân rồi nhẹ nhàng chuẩn bị đi xuống trại đường ăn trưa. Quý vị không cần ăn với chúng ha. Mình sẽ đi vào trại đường nhỏ, ban trại soạn đã chuẩn bị thức ăn, quý vị dùng cơm sớm rồi đi sớm. Rồi xin chúc tất cả quý vị đi về sớm ngày hôm nay được nhiều sức khỏe, bình an và đủ duyên. Xin mời đại chúng trở lại xúc tiết tháng 12 năm nay. Mình sẽ có khóa tu mùa đông từ ngày 28 tháng 12 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2023. Và năm nay khóa tu mùa đông mình sẽ trì kinh Hoa Nghiêm và đón giao thừa Tết Tây ở đây. Quý vị về bỏ ống tiếp. Chúc quý vị về khỏe nha. Rồi bây giờ quý vị xả chân chưa? Thank you for your practice, your visit. I hope you have a safe trip back. See you in the winter time. We have lot of snow here. We need you to come to help for shoveling. Make sure you take lunch and bring lunch. Okay. Thank you. Bây giờ đại chúng nghe chuông, chúng ta cùng đứng dậy. Kính thưa đại chúng, hôm nay mình có thiết lập bàn thờ của Tổ sư Khương Tăng Hội để chúng ta tưởng niệm. Hôm nay là ngày giỗ của Tổ, và trưa hôm nay sau giờ cơm trưa thì nghỉ ngơi xong thì khoảng 2 giờ chúng ta sẽ trở lại đây để chúng ta dâng trà cúng Tổ, rồi sau đó chúng ta hoàn mãn khóa tu. Cảm ơn đại chúng.